Xong Nhật xin chào các bác nhé. Hôm nay em lên sóng của các bác một cái chiếc nồi chiên không dầu của Nhật. Điện 100V đấy ạ. Con em để mã số 2. Giá em bán là 1,9 triệu. Cái chiếc nồi chiên không dầu thì nó rất là đa năng, nấu được tất cả các cái món. Đấy. Các bác mua tặng cho chị em thì quá là mê luôn. Riêng nấu cái nồi chiên không dầu này thì mình tiết kiệm được khối mỡ, không phải ăn vào người ạ. Vừa không phải ăn vào nhé, mà các bác lại tiết kiệm được lượng mỡ, khối tiền. Giờ này mỡ dầu mỡ đắt đỏ. Đấy. Cho nên là các bác sắm một chiếc nồi chiên không dầu, mình có thể nấu các cái món nướng thịt, nướng khoai, làm món khoai tây chiên, kể cả nướng các cái đồ ăn, mình hâm nóng thức ăn lại. Các cái món thức ăn mình rán không, mình chiên không dầu, mình có thể cho đây mình hâm nóng luôn nhé. Các cho vào đây các bác hâm nóng luôn thức ăn. Đối với những cái đồ mà rán cho đây thì hâm nóng nó rất là giòn, nó không bị ỉu như khi mình cho vào nó với sóng đâu ạ. Rán cá hay bất kể các cái đồ ăn gì mà liên quan đến dầu mỡ thì các bác có thể cho vào đây các bác nấu. Rất là nhanh, không phải đảo vì gì cả, vì cái luồng không khí nó được quạt thổi, nó lưu thông ở trong này nó rất là tiện. Đấy, có điều chỉnh được nhiệt độ của các món này, nó hướng dẫn này. Đấy, sử dụng rất đơn giản thôi, ai cũng thể nấu được. Các bác xoáy đây cái là các bác hẹn giờ bao nhiêu phút đấy là mình áng chừng là mình bỏ ra, rất là tiện. Cái này của nó đường kính vào khoảng gần 20 phân các bác nhé, chiều cao vào khoảng gần 10 phân. Nhiều bác có hỏi nướng được con gà không thì xin thưa luôn là không nướng được con gà đâu các bác nhé, chỉ nướng được con chim thôi ạ. Nhưng mà con gà thì chịu nhé, đồ Nhật này nó không phải làm to như các cái lò. Nếu mà để nướng được con gà thì các bác phải, chắc cái nồi nó phải to như cái can 20 lít đấy ạ, thì mới nướng được con gà. Còn đây nó chỉ là nướng các cái đồ ăn nhỏ gia đình, các bữa ăn bình thường đơn giản thôi. Một miếng thịt hay là ít khoai, ít cá hay bất kể cái gì. Còn bác nào bạn thì xác định nướng gà thì không nướng được con gà đâu ạ. Hoặc là những cái miếng thịt gà mình cắt ra, mình nướng sườn, nướng thịt. Đấy. Cho nướng sườn vào đây thì cực ngon luôn ạ, không phải tốn tí mỡ nào. 1,9 triệu các bác nhé, chưa có biến áp, chưa có vi vận chuyển đâu ạ, điện 100V đấy. Chào các bác nhé.